Xin chào các bạn đến với lại Nông Nông Channel. Lần này mình sẽ đến với lại unit Colossus. Unit có tia lưu điện rất là đẹp mắt trong Tarak 2. Ở chuyên mục Colossus này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để các bạn chống lại một đống Marine hoặc là unit line bên đây khác. Khi các bạn sở hữu Colossus thì với các bạn có thấy bên đây là số lượng Marine quá đông, đông đến mức mà tới bao nhiêu con? 65 con, 3.000 tỷ, cực kỳ nhiều. Nhưng mà các bạn có thấy là bởi vì ở đây lúc này chưa có combat shield, nghĩa là chưa có shield bên cạnh, lại cũng chưa có steam nữa, lại cũng chưa có steam, nên thực tế việc chống lại Colossus nó rất là khó khăn. Nhìn số lượng áp đảo như vậy nhưng thực tế Colossus nó vẫn có thể gọi là khống chế được đó. Thì khống chế thế nào thì mình sẽ thử nghiệm sau đây. Thì các bạn biết là Colossus nó có range rất là xa, đánh cái rank 9 khi mà được nâng cấp rank 9 lần. Thì đam với line bây giờ nó được sửa đổi, bây giờ nó cộng đánh với lại unit mà có giáp line rất là mạnh, cho nên các bạn thấy là với line 15 lần, còn đam bình thường có 10 thôi. Mình sẽ thử nghiệm. Rồi các bạn thấy là mình đang micro Colossus. Mình mic khá là nhuần nhuyễn. Các bạn cứ di chuyển một bước, các bạn cứ đi xuống một bước thôi. Bạn có thấy là những con Colossus nào chịu đam thì mình cho nó lùi lại. Các bạn thấy là ba con Colossus còn sống nhăn răng ra nếu các bạn micro. Còn nếu các bạn ở mu vào, các bạn thử lại, các bạn cứ để cho nó ở chế độ đánh được, các bạn sẽ thấy là nó cũng giết được rất là nhiều Marine, nhưng mà chắc chắn là ba con Colossus này nó không có được toàn diện rồi, thế nào cũng chết. Nói về cái phần đó là phần biết micro của bạn nó có tốt hay không, nên các bạn có thể sử dụng tối ưu những micro tốt. Những micro tốt bây giờ mình micro khá là nhiều, nhưng mà các bạn sẽ phải trả giá rất là nhiều. Bình thường thì bên Colossus mất rất là nhiều ca lại đi, và lại cái thời gian build của nó khá là lâu, còn có khoảng mấy 75 giây thì nó sẽ rất là lâu để ra được. So với mình build thì build có chừng mấy chục giây, có chừng mà 10 giây cái kiểu rồi nó đã ra rồi. Đó là một phần về cái khi các bạn cầm Colossus và các bạn chống lại với lại đây quân đoàn Tơ Răng. Thì quân đoàn Tơ Răng bình thường nếu không combo như thế này, nó sẽ là Marine Marauder xen kẽ. Thì đây là combo huyền thoại của Tơ Răng rồi. Bây giờ mình sẽ thêm steam vào cho nó đi cái sự mới mẻ. Bây giờ mình ví dụ mình steam. Thấy không? Cái số lượng nó không có nhiều nhưng mà nó vẫn nhìn triệt hạ được ba con Colossus cực kỳ dễ dàng. Cái đó là cái sự bá đạo của Marine Marauder, và các bạn thấy là Mary bắt hồ máu cực kỳ tốt. Và các bạn có thấy là chiến thắng mà không cần phải sức, không phải tốn gì nhiều sức, tại vì nó quá mạnh. Rồi nếu các bạn gọi là bị con này con kia, ví dụ như là Senchi nó chặn các kiểu làm cho đám quân này không lên được. Ví dụ bây giờ lấy Senchi đánh nhau với đám này đang tắt lên đó, các bạn có thấy là bật siêu ra là lần chia đối phương ra, như là em làm cái bật đưa đánh siêu lên, các bạn thấy là sự khác biệt là khác liền luôn. Các bạn thấy mắt Marauder mắt hoàn chết thì các bạn có thể hiểu là Marauder nó khắc chế con Colossus. Thì nó cũng ở mức tương đương, không thể nói một con Marauder mà giải quyết một con Colossus nha. Các bạn có thể thấy là Marauder nó thiên địch luôn rồi. Bây giờ Colossus chủ yếu nó giết được Marine, chứ Marauder thì nó cũng không có thể giết được nhiều, tại vì đam nó chủ yếu là tấn công vào line, những đích mà giáp line thôi. Rồi bây giờ nếu mà các bạn bị cái kiểu mà Senchi khi nãy mới phọt phiêu thì các bạn phải làm như thế nào để chống lại cái mấy con Colossus này? Khi các bạn là Tơ Răng thì các bạn cầm Spiking, thì các bạn có thể thấy là Colossus nó không thể tấn công được, ngoài còn mấy con Senchi thì bắn được trên không ra. Bạn thấy là không, đây chỉ cần có ba con Viking thôi đủ hạ một con Colossus lớn rồi, mà con Colossus nó không thể làm gì được Viking cả đó. Còn không phải bạn dùng Thor thì Thor nó cũng chỉ mức tương đối thôi, nhưng mà các bạn có thể
hiểu là cái lúc mà to nó mạnh, lúc này nó rất là mạnh thì nó thuộc về Lisa đang bút mắt cho nó, nên cho nên cái việc mà nó có Thor cộng với lại Raven cũng trở nên tuyệt vời. Nhưng mà mình dám thử Thor đánh với lại Colossus như thế nào thì các bạn có thể thấy là Colossus bắn không hề thành, Colossus bắn kéo máu rất là lâu. Còn khi mà con Thor mà đụng mấy cái, các bạn thấy máu Colossus mình giảm cực kỳ nhanh đó. Mặc dù như vậy, mặc dù Thor là dung đích nó chống lại được Colossus, nhưng mà các bạn thấy là Marine Powder họ nó cũng đã đủ càng mấy con này rồi. Cho nên thực tế thì tôi đang không mất quá nhiều gọi là khó khăn để đánh để đấu lại Colossus, trừ phi là Marine Powder về sau mà cứ tiếp tục cứ lên cái combo đó mà không lên nhiều combo khác để mà Todd nó lên Storm hay là lên cái unit khác chống lại, hoặc là như mình như các bạn thấy nãy Senchi đã chia quân ra thì các bạn mới thấy nó khó khăn. Cứ thực tế nếu mà sử dụng thêm Thor hay là sử dụng cái unit khác thì có thể là khóa lại Colossus, hoặc là lên Liberator có thể khóa được mấy con Colossus thế này. Đó, đó là gì? Cơ bản cũng là như vậy, không có gì nhiều, tại vì Colossus thì kiểu quỷ và gì đó, cho nên các bạn không phải lo. Bây giờ đang thì chống lại Colossus nó phải dễ. Thôi mình tiếp tục chuyện của Colossus đối đầu với lại Zed. Zed đối đầu với Colossus thì Colossus nó nhiệt cái con như nhiều, ví dụ như Zed linh nó quét rất là nhanh. Xuất cái trong lại cái đám linh thì không, câu trả lời là dư sức. Và nhưng mặc dù vậy các bạn có thấy là nếu mà không có unit nào trắng thì Colossus vẫn bị uy hiếp và mất hết giáp của mình. Và thực tế thì số lượng supply của giật linh nó ít hơn, bây giờ mình nâng lên cho nó bằng số lượng supply coi nó có gì khác biệt không. Đó, các bạn thấy là Colossus quét rất là tốt, nhưng mà giật linh nó cắn cũng rất là tốt và sức rao lại, có khi là hai con Colossus này bay theo chiều gió luôn cũng không chừng đó. Lại thấy là sự chênh lệch nó không có gọi là quá lớn, trong khi ba con Colossus này nó có khả năng gọi là chống lại giật linh rất là nhiều. Nhưng mà các bạn thấy là giật linh khi mà tiếp cận được nó cắn cũng không phải là nhiều đâu. Về phía giật thì các bạn lấy con nào tấn công cũng được, thì Colossus thì ngay cả cái nhà mà tấn công trên không thì nó cũng tấn công được Colossus luôn, thì thôi cũng quỳ luôn, bà đạo cái đó luôn. Tại vì Colossus được tính là nó là một unit gọi là cao VL, nên nó tính là unit E luôn, mà mặc dù E bắn được nó mà nó không bắn được E đó, nó VL vậy đó. Còn một unit nó được nó Colossus khắc chế nữa là unit Hydra, nhưng mà các bạn có thấy là Hydra một bắn cái con Colossus này như giấy luôn, các bạn thấy không, mặc dù khắc chế nha. Các bạn thấy bắn cũng phải 50-50 kẻ tắt lại còn nửa cân chứ không phải vừa. Chỉ cần thêm một vài con giật linh vô, các bạn thấy là một sự gọi khác con mở nó bị hoàn toàn luôn, xảy ra luôn. Các bạn thấy là Colossus nó phải bắn mấy con giật linh tiếp cận trước, sau đó mới bắn tới Hydra, thì Hydra nó sẽ xử lý xong con Colossus rồi. Còn đấy, các bạn thấy là khác biệt hoàn toàn luôn. Bây giờ nếu mà anh giật để tiêu đôi tốt muốn chống lại cái đám này thì đôi tốt làm thế nào? Tôi thấy là supply cũng phải hơn xíu, không có gì. Tôi thấy là như Lost thì nó sẽ là một cái biết gọi là chống lại Hydra. Và các bạn thấy là như Lost nó trắng rất tốt để cho Colossus có khả năng bắn. Còn về phía anh này thế nào, anh này cũng tấn công ngược lại khi nãy là như mình ghi là như Lost thì mình thế nào, cho mình lính và cho nâng cấp cho lăng lăng của nó. Và bên linh nó sợ hết cái đám gì lót đó, và Hydra nó tấn công và nó xuất cách lọt lẹ thì nó bắn cái này đó. Mình vừa mới thể hiện một cái combo chống qua chống lại, mà bên kia muốn chống lại bên kia, thấy không? Các bạn thấy là bên kia có Colossus để chống lại Hydra, Hydra thêm linh để chống lại Colossus, xong Colossus muốn chống lại cái Hydra linh thì phải lên Zealot để chống lại. Sau khi chống lại được thì Hydra là linh phải lên thêm ben linh để chống ngược lại. Các bạn thấy là combo nó qua lại nó tuần tự như vậy đó, nó gọi là cái sự là ăn miếng trả miếng, nó khá là hay, nó rất hay. Bây giờ mình muốn có một sự tấn công nó gọi là an toàn hơn đi, con Doctor. Các bạn hiểu là con Doctor nó chỉ tấn công trên
không và nó chỉ tính không trên không, nhưng mà unit Colossus được tính là unit ở trên không nên là unit Colossus bị sắp mặt lờ đến mấy con này đó. Bạn thấy là Corruptor đã bắn của bạn con Colossus đâu làm gì được đâu, trên không thì là cái dấu ở trên đây hiện nhìn đầu Corruptor này, nghĩa là Colossus đâu bắn được đâu mà Corruptor vẫn bắn thoải mái được. Cái đó một cách gọi là an toàn, nên các bạn muốn xử một con Colossus mà các bạn không tốn một giọt máu, nhưng mà các bạn phải tốn tiền lên cái con này, với lại có phải xây tech để lên con này. Hoặc là Mutalith thì những con hệ bay mà có thể tấn công dưới đất thì các bạn cứ nghĩ tới con là xử được con Colossus thôi, phải nói nhiều. Ví dụ luôn, bây giờ Mutalith tấn công Colossus, rồi các bạn thấy là Colossus nó chỉ biết ngó thôi chứ không biết làm gì đâu. Mà thực tế thì cái đam của Mutalith nhé, các bạn thấy đi, có vài con thì bắn rất là yếu, vì vậy các bạn phải lên nhiều chút xíu. Rồi đi tiếp theo là đến anh Ucha này thì Imbo nó chống lại, nhưng mà với Colossus thì Ucha nó xử luôn. Ucha là unit gọi là người cuối của giờ đó. Các bạn thấy là có unit trắng rồi nha, có con gì đó nó trắng gọi là gì, nhưng mà các bạn thấy là Ucha vẫn cào được, nó vẫn cào cho chết luôn ba con Colossus đứng sau luôn. Mình đang để tương quan lực lượng là mình để cho hai bên tấn công trực diện nhau, chứ không phải là chứ không micro bên nào hết, nên các bạn có thể thấy là nó rất là cục xúc ở đây. Bạn thấy là tiền và ga bằng nhau nha, tiền nhỏ hơn, supply cũng nhỏ hơn, nhưng mà bạn thấy là Ucha nó giết cả Zealot lẫn Colossus luôn. Cho nên nếu các bạn đã lên được Ucha thì bạn không phải lo lắng về vấn đề có thể hạ được con Colossus bự chà bá đó. Rồi, thêm một unit nữa là unit Luker. Thì Luker bây giờ là một bản mới của Legacy. Thì cái anh Luker này ảnh rất là ram rất là mạnh, và kiểu mà ram lan nữa. Chưa kể là cái rank của anh ấy rất là cao, rank 9 mà không upgrade, không biết là lúc tới có sửa đổi gì không. Và các bạn phải có unit gọi là anh đặc mình, không có thấy được nha. Còn khi nó bu lô xuống các bạn thấy là Colossus với lại Zealot nó không thấy đường để đánh, bạn thấy không? Mặc dù mình đang ở chế độ là hai bên đó, các bạn đã thấy được con này nó chui xuống. Bây giờ tắt cái chế độ hai bên đi. À, nếu mà tắt thì chui xuống. Control nó đi. Rồi các bạn đâu thấy được bên hàng kia nó để con Luker đâu. Mà các bạn bỗng nhiên thấy gai mọc lên, các bạn biết là Luker đang nằm dưới rồi. Rồi các bạn, khi các bạn nhận ra, các bạn đã thấy đội quân của mình mang theo chiều gió rồi. Đó, chắc là rất là nguy hiểm. Chứ có ba con Luker mà nó làm gỏi luôn. Cho nên các bạn phải thật. Cho nên giờ cũng rất là mạnh về cái vấn đề mà chỉ với con Colossus ghẻ thế này. Còn các bạn, còn nếu mà các bạn ở trường hợp mà các bạn dùng Rat đi, vẫn tất nhiên các bạn vẫn ăn được thôi, tại vì Rat nó trâu, và lại Colossus nó bắn mấy con Rat này nó không được mạnh cho lắm, và giá thành của Rat, của mấy con Rat này nó khá là rẻ. Giờ mình ví dụ nha, bây giờ mình phải quan mình đã phải bỏ bớt cái con gì đó ra. Rồi, bây giờ các bạn thấy là Rush nó bắt đầu tấn công. Thì các bạn thấy là Colossus Vex không có thấm. Vex nãy giờ mới chết được vài con, nhưng nó bắn lại bắn hồng mình rồi. Đó, các bạn thấy là máu Colossus giảm không phanh luôn. Và cái khả năng của Colossus này cũng nằm xuống là cũng là cao luôn, không phải vấn đề. Đó, các bạn thấy không? Cho nên việc dịch chống lại Colossus nó cũng không phải khó khăn lắm. Giờ bây giờ không phải là yếu đuối như siêu tốt, đối đầu với đối tốt mà các bạn sử dụng Colossus thì thế nào? Thì Colossus hiện giờ meta nó không còn hiệu quả như xưa. Hồi xưa phiên bản Heart of the Swarm thì Colossus lên nhiều, là một nỗi ám ảnh. Nó thấy trận nào cũng được Colossus quá trời luôn. Nhưng mà giờ này thì đánh được Rotos với lại Rotos thì nó bị mất dần cái vị thế của nó. Thay vào đó là những unit cứng cáp hơn thì Imoto hay Akon ủi một cái là bay màu luôn. Thì bên kia nếu mà là Rotos thì muốn chống lại nó thì chỉ cần lên Immortal. Thì bạn thấy là Immortal nó những unit gọi là nhỏ nhỏ xíu thôi, không cao như anh này, nhưng mà anh ấy rất là trâu, anh ấy ngọc
chứ không có loại yếu dinh dưỡng như là Colossus không, đứng bằng bốn chân nhưng mà không có đủ sức dinh dưỡng để tấn công. Các bạn thấy là Immortal dễ dàng hạ gục mấy anh Colossus này, cho nên combo bây giờ hiện tại là Immo, Archon, Zealot. Đây là combo khá phổ biến, Rotos và Rotos hiện giờ, cho nên chứ không phải ở cái dạng Colossus như xưa. Cho nên các bạn không phải lo về vấn đề lo lắng quá về vấn đề dịch có Colossus trong game bên Rotos và Rotos. Còn nếu như các bạn không thể đủ tay mà bạn không đủ tay để có thể sử dụng mấy cái con unit này, các bạn gọi là trình cao hơn nữa, bạn dùng Phoenix hoặc là các bạn đã open Stargate rồi, bạn thấy dùng Phoenix để tấn công thì Phoenix nó chỉ tấn công được trên không thôi, còn nếu dưới đất, còn nếu những unit dưới đất thì nó phải cẩu lên để nó có thể tấn công. Thì các bạn có thể thấy là Rotos con Colossus rồi unit được tính vào E nên các bạn thấy là bắn E loại hồng luôn. Không thì các bạn sẽ dùng Volley, Carrier, Tempest các kiểu thôi. Thì dù tiếp E nào tấn công được dưới đất thì các bạn có thể đem ra tấn công Colossus. Thì Colossus nó sẽ gọi là counter con gì bên Rotos là nhiều. Thì Zealot là con nó counter gọi là nhiều. Với lại Tosker. Nhưng thực tế thì cũng không có gọi là counter hoàn toàn. Thì các bạn có thấy là Zealot đây lúc này là chưa tăng chạc. Mà khi mà nó tiếp cận nó mất rất nhiều thời gian và nó sẽ phải nằm xuống. Còn nếu mà các bạn nâng cấp cho nó một cái chạc để có thể di chuyển tiếp cận đối phương thì mọi chuyện lại khác nữa. Bây giờ các bạn thấy tốc độ của Zealot đã tăng lên và các bạn thấy là tiếp cận cực kỳ nhanh và hạ liền một đối thủ. Bạn có thể thấy là ba con Colossus thì một con phải ra đi rồi đó, cho nên nó cũng chỉ mức tương đương. Chứ thực tế nếu mà các bạn không nâng cấp cho Zealot thì nó cứ quẹt rất là đông, còn một số việc còn Zealot ở đâu. Còn về phần Stalker thì các bạn phải lên cho hơn unit. Ví dụ bên kia là ba con Colossus, bên đây phải chắc phải mười mấy con Stalker mới hạ được. Mà thấy là web cũng rất là thốn chứ phải nhiều đâu. Nếu mà là bên đây cũng có unit trắng và đánh trực diện thì Colossus thực tế nhìn máu nó rất là nhìn máu và giáp rất là nhiều, nhưng mà thực tế các bạn phải có unit trắng cho nó chứ nó giáp rất là yếu. Và chưa kể là đam của nó phải bắn từ từ, là bắn không phải gọi là bắn cái chất liền được, nó bắn càng lúc càng thấm đó, chứ không phải kiểu bắn một chip hay như con Godot vậy đó. Còn nếu mà ở trường hợp mà các bạn Stalker mà đã có linh rồi còn ghê hơn, bạn thấy Stalker linh lên hai đường rồi nó tiện hơn, với lại Stalker bây giờ bắn mắt rất là mạnh, Arbor tới 21 rồi. Cho nên việc mà các bạn dùng cầm Rotos mà các bạn đánh với lại Rotos thì việc lên Colossus là một hạn chế. Và mình rất ít khi thấy bây giờ Colossus xuất hiện trở lại trong những mắt up đêm Rotos lại Rotos BB á. Bây giờ đa số là dùng Immo, Archon với lại Zealot là chủ yếu rồi. Còn đa số mọi người đã bỏ qua Colossus rồi, tại vì nó không thực sự hiệu quả và mất tốn rất là nhiều thời gian và tiền bạc.